Xoay quanh những câu hỏi về nghi thức cúng bái, lễ vật thì một bộ đồ thờ cúng gồm những gì, cách bài trí ra sao hay là chọn bộ đồ thờ như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này nhé! Từ lâu thì thờ cúng tổ tiên đã trở thành chuẩn mực đạo đức và nguyên tắc làm người. Đồng thời thì đây cũng là một phần quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Thông qua nén hương thì con cháu nói lên những mong ước về cuộc sống bình an, khỏe mạnh, may mắn và tài lộc đến với gia đình. Bởi vậy vì phòng thờ được xem là nơi hiện diện của người âm trong nhà. Vẫn biết là lòng thành thì cốt ở cái tâm, nhưng mà việc trang hoàng cho nơi thờ ngự của gia tiên thì thêm vững chắc, trang nghiêm là điều được nhiều người con, người cháu hiếu thuận hướng về. Một không gian thờ đầy đủ, tươm tất thì vừa nói lên tấm lòng thảo thơm của hậu thế, vừa là niềm kiêu hãnh của đấng sinh thành ở cõi vĩnh hằng. Trên bàn thờ thì thường đi kèm một số vật phẩm thờ gồm rất nhiều món. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những món này gồm những gì nhé. Thứ nhất là đỉnh thờ. Đỉnh thờ thì còn gọi là lư hương, dùng để đốt trầm vào những dịp lễ Tết, vừa giúp không gian thờ là thêm ấm cúng và thanh tịnh. Thứ hai là hạc thờ. Thường thì sử dụng theo cặp và tượng trưng cho sự hài hòa âm dương, trời đất, tạo nên nguồn năng lượng tích cực cho ngôi nhà. Thứ ba là bát hương. Tùy theo văn hóa thờ cúng của từng vùng miền thì sẽ sử dụng một hoặc ba bát hương. Người Việt tin rằng thì khói từ hương là sợi dây kết nối giữa người còn sống và người ở thế giới bên kia. Thứ tư là mâm bồng, thì dùng để đựng hoa quả, thường là ngũ quả, là năm loại quả, là tượng trưng cho mong ước là phú, quý, thọ, khang, ninh. Năm, kỷ chén thờ. Thì có thể sử dụng 3 chén hoặc là 5 chén tùy theo tập tục thờ cúng, diện tích của bàn thờ, dùng từ nước, rượu hoặc trà. 6. Bát thờ thì sử dụng để đựng cơm trắng dâng lên gia tiên và thường là chúng ta dùng 6 bát, mang ý nghĩa là tượng trưng cho sự sung túc và no đủ. 7. Bộ đũa thờ thì vừa có tác dụng là trang trí, vừa giúp ông bà gia tiên để có dụng cụ để gắp thức ăn giống như là lúc sinh thời. 8. Lọ cắm hoa thì sử dụng để cắm hoa tươi, tô điểm thêm cho không gian thờ, tránh sự u tối lạnh lẽo. 9. Đèn thờ. Đèn thờ thì là ngọn minh đăng chiếu sáng, thắp sáng cho không gian thờ, thì cũng như là ông bà gia tiên là luôn chỉ đường dẫn lối cho con cháu đi đúng hướng. 10. Ống hương thì vật phẩm được sử dụng để đựng hương, giúp bàn thờ thêm ngăn nắp và gọn gàng. 11. Là chóe thờ. Thì chóe thờ được dùng để đựng gạo, muối và nước, thì là ba thứ thanh sạch của trần gian của con cháu muốn dâng lên gia tiên. 12. Là bát sâm thì là có tác dụng để đựng trà dâng lên gia tiên vào những dịp đặc biệt trong năm. 13. Là nậm đựng rượu thì dùng để đựng rượu nhằm đảm bảo cho đồ lễ vật được thanh sạch nhất. 14. Là đôi tiểu lục bình thì thường được đặt cân đối hai bên phía sau bàn thờ, dùng để cắm hoa tươi hoặc là cành đào vào những dịp lễ Tết. 15. Chân nến thì là vận dụng quen thuộc trong mỗi không gian thờ, dùng để cố định nến hoặc là cắm nến. 16. Bộ ấm trà với thiết kế nhỏ gọn, vừa giúp phòng thờ thêm đầy đủ, vừa có thể sử dụng để pha trà thay cho bát sâm. Về bàn thờ Phật thì đối với những người theo đạo Phật thì việc lập bàn thờ Phật là điều tất yếu. Thông thường thì bàn thờ Phật được đặt cao hơn bàn thờ gia tiên bởi Ngài là đấng cao nhất. Thờ Phật trong nhà thì với mong muốn là được Đức Phật khai sáng tâm thức, sống hướng thiện, giúp tâm luôn an, gặp điều may mắn và tốt lành. Một bàn thờ Phật đầy đủ sẽ bao gồm những vật phẩm sau. Thứ nhất là bát hương này, ống cắm hương này, mâm bồng này, kỷ ngai thờ, một hoặc hai chóe thờ, lọ lượn hoặc là lọ lục bình. Về bàn thờ thần tài thì đối với những người làm ăn buôn bán thì thần tài được xem như là lá bùa hộ mệnh, đem đến tài lộc, tiền bạc, là quý nhân phù trợ trong công việc kinh doanh thuận lợi, phát đạt. Một bộ thờ cúng thần tài đầy đủ thì bao gồm bát hương, mâm bồng, lọ lượn, kỷ chén thờ, cóc ngậm tiền đặt cạnh bàn thờ, ống hương, đèn thờ và nậm rượu. Trên đây là một số chia sẻ về các vật phẩm thờ cúng trên bàn thờ. Tuy nhiên thì còn tùy thuộc vào văn hóa thờ cúng của từng địa phương, kích thước bàn thờ để gia chủ có thể bổ sung hoặc là giảm bớt số lượng vật phẩm tùy ý.